Hồ ước lính xin mời các bạn tiếp tục đón nghe hồi ký của cựu chiến binh Hải Duộng Những tháng ngày truy đuổi địch Phần 8 Sau khi phát hiện nhóm địch ở Phum Angkor Krau, C9 được điều lấn vào đến Phum Pasatcha, nơi đây có ngọn tháp cổ khi đầu tiên mới đến phum xin đóng quân gần nhà dân không nhà nào đồng ý khi thấy bộ đội mình quyết tâm ở lại dân họ đào công sự anh em ta biết địch ở gần đâu đây nhưng việc đầu tiên mà mấu chốt là làm tốt công tác dân vận mình cùng vài anh em nữa giúp chủ nhà đào công sự trú ẩn cho chủ nhà trước sau đó mới đào công sự cá nhân cho mình B của hai ruộng bố trí ở đầu phía nam của phum. Ngày hôm sau vận động cả anh em B3 làm vệ sinh giếng nước cho cả khu nhà nơi hai B cũng đóng quân. Quét dọn sân sạch sẽ, anh em dậy sớm xách nước cho cả gia đình cùng sử dụng chung lưu nước với bộ đội ta. Chỉ vài ngày sau, thái độ của chủ nhà thay đổi rõ rệt. Có rau cỏ bầu bí gì cũng chia cho anh em nhờ công tác nhân vận tốt như vậy mà sau này chúng tôi rất có lợi trong công tác nắm tình hình địch. Nhưng ở chưa được bao lâu thì C9 cùng với tất cả các C rút về Cô Binh để nghe phổ biến lệnh vào hành quân cho chiến dịch đánh núi Hồng. Từ Cô Bên, D4 hành quân bộ theo ngã cửa Tây đến Angkor Thom qua cửa Bắc vòng lên phum Khana sang đây qua phum Tà Beng tập kết tại đó Chờ trinh sát đi nắm lại địa hình. Tuần sau, D4 chúng tôi hành quân lên núi. Phối hợp với cánh chúng tôi còn có thêm một đại đội của bạn. Có hai cô nữ y tá đi cùng. Bố Sườn chọn nơi có độ dốc khó leo nhất để lên núi. Vì lúc đó, địch ở trên núi, gần một nghìn tên. Trên ngọn núi rộng lớn, chỉ có một đường lên núi. Chúng bố trí sẵn các công sự để chờ quân ta lên và chúng sử dụng lợi thế đánh ta từ trên cao xuống. Vì vậy bố sườn chọn địa điểm khó leo là một bất ngờ đối với chúng. Nhưng chúng tôi phải vượt qua vất vả để lên được ngọn núi. Chúng tôi hành quân qua khỏi vị trí đặt pháo 105 của F, sau đó bí mật vào trong rừng già dưới chân núi từ sáng sớm, nên chúng không phát hiện được chúng tôi lên núi ngay chỗ nào. Khoảng 7 giờ sáng, Chúng tôi đến địa điểm gần chân núi Và bắt đầu leo dốc Dốc gần như thẳng đứng Có những phiến đá to Chúng tôi phải cho người trèo dọi lên trước Sau đó cột một giây Kéo súng hỏa lực lên Khổ nhất là khẩu cối 82 Và khẩu 12 ly 8 DKZ 82 Đợt này có cả trinh sát pháo 105 Đi theo đội hình chúng tôi Sườn núi không hề có một khe nước Chúng tôi phải tiết kiệm nước cho cả ngày hôm sau. Một ngày vật lộn vất vả, chúng tôi vừa lên được ngọn núi, thì trời đã sụp tối. Đóng quân tại đó luôn. Hai cô y tá bạn leo cũng giỏi, không thua kém gì chúng tôi. Dê bốn tôi đã có mặt ở trên ngọn núi mà địch chưa hề biết. Sáng hôm sau, tôi đi về hướng suối Siêm Diệp. Vì con suối này chảy từ ngọn núi Hồng về Siêm Diệp, gặp suối D4 chia làm hai cánh Một cánh lùn theo suối C9 tách ra một cánh Đi về phía phum gần suối Dân họ gọi là phum thơ mây Nơi phum này Có con đường tắt đi xuống núi Ra ngay phum tà cun Rồi ra thẳng phum tà beng Trên đường đi Thì cánh tiểu đoàn đụng địch trước Cứ chúng gần thác nước Nơi có hang đá Có phum gần đó Chúng lấy nơi đây là nơi huấn luyện quân Bị ta đánh bất ngờ Bọn chúng rút chạy Sau khi ta tiêu diệt được một mớ Bọn địch nhiệm vụ phục kích Chờ đánh ta ở mép ngọn núi chỗ C9 Cũng rút chạy luôn C9 vào phun thơ mây Không có nổ súng ở trong phun Nơi có dân ở Sau khi đánh xong Tiểu đoàn rút về phun thơ mây Cùng với C9 Bố trí đảo công sự Nghỉ đêm tại đó Trên ngọn núi cao Như vậy mà vùng này Vừa đào công sự sâu chừng vài ba tấc đất là nước lại trào lên. Sáng hôm sau truy đuổi địch về phía đông nam. Đến trưa chúng tôi nghỉ giải lao ở phum có cây xoài lớn. Đang nghỉ thì bất thình lình có vài tên địch vô tình lọt vào phum. Chúng phát hiện chúng tôi trước rồi bắn một loạt nhưng không trúng ai rồi bỏ chạy. Tôi cử hai chiến sĩ đuổi theo, thu được nón cối Trung Quốc, thu được nón Trung Quốc vải mới toanh. Chúng tôi tiếp tục truy đuổi đến phung có dân. Tôi dừng lại đào công sự để ngủ đêm. Ở đây chúng tôi được pháo một linh năm của sư bắn một quả làm chuẩn để có gì yểm trợ cho đơn vị. Ngày hôm sau, đơn vị tiếp tục lên ngọn núi ở phía nam. Nơi đây chúng tôi có nhìn thấy những tảng đá được đẽo vuông vắn. Có những bức tượng chạm trổ bị vứt lại, có lẽ do phế phẩm nên không được đưa đi xây cất đền Angkor. Nơi này chính là nơi lấy đá để xây đền Angkor cách xiêm riệp 60 cây số đường chim bay. Nơi đây anh em trinh sát bị cướp cò một quả M79, đầu đạn chĩa xuống đất, quay vòng vòng trước mặt 4 năm người nhưng lại không nổ. Sau đó D4 bắt tay với F302 lên núi từ phía bắc. Lực lượng ta mạnh như thế cho nên bọn Pol Pot chỉ có bỏ cứ mà chạy thôi. Tôi cũng xin quả quyết một điều là trên núi Hồng chỉ có lực lượng Pol Pot, không hề có bóng dáng của một tên Khmer tự do nào cả. Những tên địch chúng tôi tiêu diệt và phát hiện hoàn toàn mặc quân phục Pol Pot, đội nón Gabardin và quần áo Gabardin Trung Quốc xanh như rừng, bắn AK toàn vỏ đạn đồng mới. B40, B41 đều của Trung Quốc. Chỉ có khác lạ là bọn chúng không đi dép dâu mà toàn đi giày bốt của Mỹ. Còn chữ USA mới toanh, có cả thịt hộp Mỹ. Đơn vị tiêu diệt lấy luôn cả giày để làm chiến lợi phẩm. Sau đó đơn vị rút về nơi đóng quân ở phung ban đầu và tổ chức lùng sục tiếp. Cho đến lúc này, D4 chưa có ai bị thương vong giai đoạn đóng quân ở lại núi hồng chính giai đoạn này anh em chúng tôi bị thương vong nhiều do phải xuống núi lấy gạo để ăn đơn vị ở trên núi một tháng cứ mỗi tuần đi lấy gạo là phải đổi bằng máu địch còn sót lại ở trên núi chỉ có vài nhóm nhỏ nhưng rừng mênh mông ta rất khó truy lùng tiểu đoàn về đóng ở phum bên bờ suối lớn nơi cứ của chúng ban đêm lạnh anh em đốt lửa bị chúng phát hiện rồi bắn B-40 vào. Anh y tá D-4 bị hy sinh. Bố Sườn và anh Quyền, chính trị viên D, phải tay phiên nhau thắp nhang cảnh sát cho anh em. Đơn vị tổ chức truy lùng khắp ngọn núi, vì vậy anh em chúng mìn cũng nhiều. Có khi anh em hy sinh, cáng xuống núi lại hy sinh tiếp do vướng mìn. Vì đường xuống núi mà cáng anh em được, chỉ có một con đường duy nhất đi ra ngay phum tà cun. Phung này dân theo địch hơn theo ta Chú Năm Mân Sư trưởng mất ngủ là như vậy Bọn địch sau khi bị ta chiếm trên núi Thì chúng chạy xuống núi Có một tên giả dạng thầy tu Gọi là Tà Ngọ Tên này ở ngay phum C9 đóng Nhưng khi điện từ sư xuống Cho bắt lập tức tên này Thì hắn vừa mới đi xuống núi Qua chốt gác của bê tôi Vừa nhận được điện Từ thông tin đưa xuống Chúng tôi đuổi theo nhưng lại không tìm thấy. Ở trên núi tu khoảng một tháng, sau đó đơn vị rút về tà beng, rồi về lại vị trí cũ, tức là khu vực cô bên, cổ thốt nốt bên bờ bắc hồ Ba Rai. C9 lại về phum Pasacha, thấy bê chúng tôi vừa về đầy đủ, chủ nhà rất mừng. Người dân ở đây cho chúng tôi biết, khi đơn vị đi đánh núi Hồng, có một nhóm địch đến đây đo đạc vị trí chúng tôi đóng quân để bắn cối và tuyên truyền họ là quân của Khmer tự do. Nhưng nhân dân phát hiện họ toàn là bọn Pol Pot, cũng quân phục giống như bọn trên núi Hồng. Người dân họ không gọi bọn này là Khmer tự do, mà họ gọi trại đi là Khmer có nghĩa là con ma. Nhân dân còn khuyên chúng tôi rời chỗ đóng quân vì lo cho chúng tôi sợ bị bọn nó bắn cối. Đơn vị vẫn đóng quân tại chỗ cũ vì đơn vị đã có cách phòng bị cho riêng mình. Từ tình hình cụ thể chiến trận, từ nguồn tin trong dân và từ tài liệu báo cáo của CIA, ta có thể tổng hợp và suy ra điều như sau. Kể từ giữa tháng 2 năm 1981, đã có các dấu hiệu tăng cường các hoạt động quân sự trong khu vực rừng núi mà quân đội nhân dân Việt Nam gọi là núi Hồng cách thành phố Siêm Diệp về phía Bắc, Đông Bắc khoảng 40 km. Các lực lượng Campuchia dân chủ với số lượng và đơn vị không chính xác tiếp tục chiếm giữ khu vực này. Vào giữa tháng 2, các bộ phận của Trung đoàn 747, Quân đội Nhân dân Việt Nam thuộc Sư đoàn 317 đóng quân tại khu vực Angkor Wat bắt đầu cùng với các lực lượng quân sự không được xác định của Cộng hòa Nhân dân Campuchia từ thành phố Siem Diệp tiến hành chiến dịch tấn công vào khu vực núi Hồng. Khoảng ngày 20 tháng 2, quân đội nhân dân Việt Nam cùng với quân đội Cộng hòa nhân dân Campuchia bắt đầu mở chiến dịch tấn công gồm khoảng 50% lực lượng từ Trung đoàn Bộ binh 775 và 50% từ Trung đoàn Pháo binh 774, Sư đoàn 317. Binh lính của tiểu đoàn pháo cao xạ 24,4, khẩu pháo 105 của trung đoàn pháo 774 tham gia trận đánh từ làng Chúc gần khu vực mục tiêu từ giữa tháng 2 năm 1981 đến giữa tháng 3 năm 1981 có khoảng 700 lính quân đội Cộng hòa Nhân dân Campuchia từ các đơn vị không được xác định được đi dọc theo đường 5 đến Sisopol theo đường 6 đến Siem Diệp để tham gia vào chiến dịch cuối tháng 2 trên một đại đội của tiểu đoàn công binh 25, sư đoàn 317 đã được gửi rén để sửa chữa đường xá và cầu cống, ra phá mìn trên tuyến đường dẫn tới khu vực núi Hồng. Một số lính của tiểu đoàn công binh 25 quay trở lại làng Sara từ khu vực chiến đấu đã báo cáo các đơn vị quân đội nhân dân Việt Nam và quân đội nhân dân Campuchia đã bị thương vong vừa phải trong chiến dịch lính công binh báo cáo hàng ngày về dấu hiệu các chuyến xe chở lính hy sinh và chôn cất tại Nghĩa Trang Xiêm Diệp. Cùng thời điểm này, một số lượng không xác định lính bị thương được chuyển đến tại Bệnh viện 7 của mặt trận 479 trong thành phố Xiêm Diệp để cứu chữa. Giữa tháng 3, chỉ huy của tiểu đoàn công binh 25 ra lệnh cho đơn vị sẽ đảm bảo cho các đơn vị quân đội nhân dân Campuchia và bộ phận của Sư đoàn 317 chiến đấu chống lại quân Campuchia Dân Chủ tại khu vực núi Hồng. Lực lượng Việt Nam hỗ trợ quân đội nhân dân Campuchia bằng pháo binh và vũ khí nặng. Trong quá trình chiến dịch, lực lượng còn lại của Trung đoàn 747 tại Angkor Wat đã bị lực lượng Campuchia Dân Chủ quấy rối tập kích. Lực lượng Campuchia Dân Chủ sử dụng cối 60 mi cứ 2 hoặc 3 ngày lại bắn và rút, tấn công bằng các đơn vị nhỏ, trang bị súng phóng liệu RPG, không rõ số lượng thương vong của quân đội nhân dân Việt Nam. Như vậy, chúng ta dễ hiểu rằng, do lúc đó chính quyền Mỹ rất thù địch với Việt Nam chúng ta, cho nên trong lúc toàn quân Pol Pot sắp sửa bị tiêu diệt, thì nhà cầm quyền Mỹ và Trung Quốc lại cùng nhau chi viện bằng nhiều tiền của. Bằng súng đạn cho tàn quân Pol Pot, một nhà cầm quyền mang tội diệt chủng và tàn ác bị chính nhân dân Campuchia và nhân dân thế giới lên án, không thể chối cãi được. Sau chiến dịch núi Hồng, C9 trở lại về Phum Basacha. Lúc này anh Hải là xe trưởng, thay cho anh Xuân từ khi lên núi Hồng. Về lại Phum kỳ này, nhân dân thay đổi hẳn thái độ đối với anh em nhờ làm tốt chính sách nhân vận những ngày sáng trăng dân mở hội múa lâm thôn vui thì cũng vui nhưng đó cũng là cơ hội để địch trà trộn vào vì không chỉ có dân trong phun tham dự mà còn có dân ở những nơi khác đến vô cùng phức tạp những ngày dân vui múa anh em chúng tôi phải tăng cường phục kích tăng cường gác sách có lần mình dẫn một tiểu đội đi phục kích nơi ngã ba đường. Xung quanh là dãy lúa vừa mới gặt xong. Chỉ còn một lùm bụi cây cao ngang ngực gần ngã ba. Hỏa lực gồm có một RBD và một B40. Mình bí mật bố trí anh em trong lùm cây đó. Trăng sáng tỏ cánh đồng. Trong phum tiếng trống lâm thôn thúc giục. Các cô gái chàng trai Campuchia lũ lượt kéo đến trò chuyện rôm rả. Vô tình các cô lại chọn lùm cây anh em mình phục kích để tụ họp đợi chờ nhau có mấy cô ngồi sát hai ruộng mà không hề hay biết mình sợ bị lộ bí mật nằm im không dám ho không dám thở mạnh có cô còn ngồi xuống đánh dấu giang sơn cạnh chúng tôi rồi mới chịu đi anh em chúng tôi cố gắng nín cười gần chết lúc đó mà chúng tôi chỉ cần đứng lên một phát là có vài cô chết ngất luôn còn một số anh em đi múa lâm thôn Nhưng lại làm nhiệm vụ Bộ đội ta không có quyền khám xét dân bạn Vì vậy anh em nghĩ ra cách Thấy thanh niên là mừng rỡ Ôm chào Sumaki Vừa thân mật vừa ôm Vừa vuốt xem có mang vũ khí ở trong không Chốt gác cũng phải bố trí lại Vì địch lợi dụng việc này Để chúng thăm dò chính sát quân ta Đúng là mệt bở hơi tai khi chúng tôi lên núi hồng thì một tốp địch đến đo đạc khoảng cách khi về nhân dân đã báo cho chúng tôi biết và khuyên chúng tôi nên thay đổi chỗ ở đơn vị vẫn giữ nguyên vì những chỗ chúng tôi ở chỉ là nghi binh ban đêm trời tối chúng tôi đều ra sát công sự để ngủ chốt gác cũng là chốt gác nghi binh tôi chọn sát bên đường đi tôi cho một anh đào công sự quét sạch tạo dấu mòn để nghi binh là chúng tôi ngồi gác ở đó trời có trăng tầm nhìn xa thì bố trí anh em ngồi gác ở nơi đó thật còn khi trời tối hay trăng vừa lặn thì người gác phải vận động xa xa hàng trăm mét chỗ ngủ cũng vậy trời có trăng tầm nhìn xa thì ngủ dưới gốc cây xoài có cây thốt nốt vươn cao ban đêm rất dễ nhận dạng mục tiêu ban ngày cũng mắc võng nghỉ nơi đó từ phía bìa rừng nhìn vào có thể thấy hoặc ban ngày người qua lại đều nhìn thấy rõ bên ngoài phum nơi b chúng tôi và b ba đóng quân là cánh đồng trống xa một km mới tới bìa rừng trên ruộng là những bờ ruộng ngang trời tối bờ ruộng này là vật che đỡ rất tốt cho phía ngoài phum tấn công vào còn ở bên hông chúng tôi thì có giải rác các bụi sim nhưng địa hình có vật che đỡ. Trên cơ sở phân tích, tôi nhận định nếu địch đánh, chúng sẽ đánh vào lúc trời tối và sẽ đánh vào hướng có bờ ruộng che chắn cho chúng. Hơn nữa, chúng tôi tạo chốt gác nghi binh, trông có vẻ sơ hở. Lúc này bê tôi chỉ có 8 người, kể cả tôi, nên bố trí được hai chốt gác. Cánh bên hông chúng tôi chỉ gài trái. Khi kiểm tra đội hình đóng quân, thấy bố trí chốt gác quá sơ hở. Bố sườn hỏi tôi. Khi tôi trình bày ý kiến, bố đồng ý. Ngày nào tôi không còn nhớ. Đúng như dự đoán, sau hai ba đêm trăng sáng và phun tổ chức múa lâm thôn, bọn trinh sát chúng ra vào thấy chúng tôi ngồi gác gần chỗ ngủ lại ngủ ngay dưới gốc cây xoài có cây thốt nốt mọc vươn cao. Ban đêm chỉ nhìn sơ là xác định được địa điểm nên chúng tổ chức đánh. Trời vừa tối, lại ngay ca gác của tôi, nơi góc bờ cặp theo phía hàng cây. Trong phum tổ chức múa lâm thôn, ngồi chừng 10 phút, có một người cầm súng đi dọc hướng sau lưng tôi ra phía trước. Bên phạm vi của B3, cách bên trái chúng tôi chừng 2 mét. Lúc đầu tôi tưởng anh em lên B3, định hỏi nhưng lại thôi không hỏi nữa. Khi đi khỏi Tôi đến bờ ruộng bên B3 cao khỏi đầu, cách tôi chừng 5 mét. Tên này ngồi xuống và nghe tiếng mở khóa an toàn súng. Cách lúc này tôi cũng còn tưởng là lính B3. Sau đó tiếng Campuchia, tôi mới biết nó chính là địch. Như vậy tên này đột nhập vào phía B3. Sau khi đi một vòng trinh sát, đến giáp B tôi, nó trở ra gọi đồng đội và tập kích. Sau khi chúng phát hiện B3 chưa ra gác, anh em B3 và cả A cối qua B3 còn soi đèn ngồi uống trà, ăn đường thốt nốt. Và địch đã phát hiện thời cơ tốt cho chúng. Cũng may là vì chúng gọi đồng đội vận động lên để tập kích, nên tôi phát hiện ra. Lúc này tên đi đầu đã ngồi khuất sau bờ ruộng. Vì vậy tôi rút chốt trái ra láng, cho bung mỏ vịt, đếm đến ba, rồi ném. Vừa nghe bịt là nổ liền. Bọn địch đang vận động lên Bị tôi đánh bất ngờ Chúng nằm đại giữa ruộng mà bắn Chúng bắn qua cây tốt nốt Chỗ bê tôi nằm Nơi đây lĩnh chọn năm sáu trái B40 Còn lại của chúng Bắn giải rác Lúc này tôi mới thấy bọn chúng rất đông Khoảng trên 10 tên Chúng bắn tất cả Tôi đếm được 14 trái B40 Có một tên nấp sau ụ mối Cách tôi khoảng 10 mét Nổ AK liên tục vì không còn liệu đạn nữa nên tôi bắn trả để cầm chân chúng, vì tôi biết bọn chúng có bờ ruộng che chắn nên bắn cũng không ăn thua. Bắn điểm xạ, vừa bắn vừa lăn theo bờ ruộng. Vì vậy chúng tưởng bọn tôi cũng có 6 đến 7 người nên rút chạy. Còn B3 bị đánh bất ngờ và cả Nam DB cũng bị kẹt ở B3, nên khi chúng đã chạy rồi mới mang cối ra bắn. B tôi lính cũng có vài anh sang B3 uống trẻ Sau khi chúng ngừng tập kích B40 Rồi anh Phạm Ngọc Hà là người đầu tiên chạy về vác cây M60 ra cho tôi Cũng chỉ bắn hú họa thôi, nó đã chạy mất Sáng hôm sau báo cáo lên E Tôi đánh hai quả trái liều đạn Thực sự tôi chỉ đánh một trái Còn một trái do anh Thơi đánh cá Nên sẵn đó tôi nhờ khai vì vậy mà tôi bị trên e chất vấn tại sao đánh hai trái liệu đạn mà địch không bỏ lại xác tên nào. Ngày hôm sau dân báo tin chúng bị chết một, bị thương một do trái liệu đạn. Như vậy ta đã nghi binh dụ được chúng, nhưng khổ nỗi không biết chúng đánh ta lúc nào, phục giết rồi chán, đâm ra chủ quan. Hơn nữa lại đầu hôm nên một số anh em bỏ vị trí chiến đấu, đi sang B3 uống chè chưa về. May mà tôi phát hiện và đánh chúng bất ngờ nếu không với lực lượng hỏa lực như vậy mà chúng tiếp cận vào B3 thì nhóm uống chè sẽ bị xóa sổ. Sau ở phum này, chúng tôi đánh thêm một trận nữa. Lúc chúng tôi mới nhận tân binh bổ sung, bê tôi được ba em. Mới nhận ngày hôm trước, sáng hôm sau dân báo phát hiện địch đang lảng vảng ở gần suối. Tôi hỏi anh em tân binh có ai muốn đi đánh trận không? có một em sung phong Tôi dẫn một cũ, một mới Anh thơi B trưởng B1 Và một lính mới nữa Tổng cộng là 5 người Tất cả đều ở trần mặc quần đùi B40 thì chỉ cầm một trái Một trái ở trong nòng Tôi sách M60 Anh Hồ Văn Mấy sách B40 Lính mới cầm AK Anh thơi cầm B40 Chúng tôi đi khoảng một cây số Nơi đây rừng sim cao ngang ngực Súng chúng tôi sách bên dưới Nên khi nhìn thấy chúng tôi Chỉ thấy đầu mà không thấy súng đâu Anh mới quấn cái khăn cà ma đi ở đầu Vừa ra khỏi bụi cây Là phát hiện địch khoảng 7 đến 8 tên Mặc quần áo gabadin Trung Quốc Đi giày bốt Đang ngồi ăn cơm sau ụ mối Bọn chúng cũng rất khôn Ngồi ăn cơm bên kia đồng trống Nên khi ta phát hiện được chúng Thì chúng cũng phát hiện được ta nhưng vì chúng không thấy ta mang súng Nên chúng vẫn ngồi ăn cơm Ta cũng không còn cách nào tiếp cận được chúng Nên ở cự ly gần 200 mét Đánh là không hiệu quả Nhưng vì hai bên lỡ đá lông nheo với nhau rồi Nên tôi cho nổ súng Tôi nâng M60 lên làm một loạt Chỗ chúng đang ngồi bụi bay mịt mù Hai anh B40 mỗi người bắn một quả Chúng trả lại hai quả B40 và nhanh chân chạy mất. Chúng tôi đón đầu phục nơi chiếc cầu, độc mộc bắt ngang suối. Nhưng chúng cũng rất khôn chạy đường khác. Bọn địch như vậy đấy, chúng nhanh như sóc. Về đến nhà, anh lính mới mặt còn xanh tái mét. Tưởng chúng tôi nói chơi, ai rè lại đánh nhau thật, như là đi chợ. Hai bên không bên nào bị thương vong. Từ đó phum này không thấy bóng tên địch nào nữa. Như vậy từ một phum ban đầu chúng tôi đến, dân chúng cương quyết không cho chúng tôi đóng quân, lần lần thành quen và có cảm tình, rồi đùm bọc cho chúng tôi. Phát hiện địch là dân báo ngay. Sau này anh em còn đi vào rừng phát rẫy hộ dân, đi chỉ một mình, dân đưa áo cho mặc, đưa nón cho đội, súng giấu trong lùm cây, phát rẫy giúp dân, địch đến không phát hiện được ta hay dân, ta thắng địch là ở chỗ đó. Hết phần 8. Mời các bạn đón nghe tiếp phần 9.